Chào mừng các bạn trở lại kênh Trung MK của mình. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn vượt đài 4 từ khách sạn giải cứu giấc mơ để nhận tướng phù thủy giấc mơ bằng game free. Các bạn xem video thì hay, like và đăng ký ủng hộ cho kênh của mình để mình có động lực làm video tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.